áp dụng một cái hiệp bước nào trong cái hiệp định Paris đó. Thì do đó mà bây giờ cái câu hỏi để trả lời cho chúng ta biết tại sao mà chúng ta lại mất nước. Chúng ta đối đầu với một kẻ lưu manh, xảo trá, lật lọng. Đồng thời nó còn lợi dụng cái đám dân chủ cấp tiến ở Mỹ gây ra một cuộc phản chiến để từ đó kêu gọi Hoa Kỳ cắt viện trợ và sẽ rút quân. Thì nói tóm lại, chúng ta đối đầu với hai kẻ, một kẻ phản bội, đồng minh phản bội, và một kẻ lọc lừa, đu banh. Do đó cái ngày hôm nay cũng đánh dấu cho chúng ta biết chúng ta phải bảo vệ với nhau, chúng ta phải bỏ hết tất cả dị hiềm, đoàn kết để chúng ta xây dựng một cộng đồng vững mạnh để tranh đấu chính trị đối với cộng sản. Chúng ta đòi hỏi cái sự tự do công bằng thật sự cho người dân miền Nam Việt Nam. Và ngày hôm nay cũng là cái mốc đánh dấu cho chúng ta luôn luôn ghi nhớ chúng ta cần phải đoàn kết, và chúng ta luôn luôn trân trọng tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến quốc cộng, và chúng ta cũng luôn luôn ghi nhớ cái sự của những người dân Việt Nam không chịu sống với cộng sản đã vượt biên vượt biển, chết có thể trên 400.000 người. Và chúng ta cũng luôn luôn ghi nhớ tất cả anh em quân nhân cảng chính sau khi 75 đi tập trung cải tạo dưới cái danh nghĩa là tập trung cải tạo, nhưng thật sự là một tù khổ sai, đói rét, và có những người đã không chịu nổi, đã bó sát trong những cái một không có một cái hòm để mà chôn trong ở trên các vùng thượng du Bắc Việt. Thì chúng tôi đã từng ở đó 13 năm rồi, chúng tôi biết được. Thứ hai nữa, chúng ta kế tiếp là chúng ta cũng luôn luôn ghi nhớ cái sự hy sinh rất là đáng kính phục của các tướng tá ngày 30 tháng 4 75 đã chiến đấu tới cùng và tử tiết. Vậy một lần nữa tôi xin kêu gọi tất cả anh em chúng ta đoàn kết lại với nhau, xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nhất là thế hệ trẻ. Bây giờ chúng tôi là thế hệ thứ nhất, người nào cũng quá trên 80, thì hy vọng cái đám trẻ, các anh em trẻ nối tiếp anh em chúng tôi để tiếp tục con đường đấu tranh đòi hỏi nhân quyền thật sự cho miền Nam Việt Nam. Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả quý vị quan khách, quý vị dân cử, quý vị đồng hương, quý chiến hữu được nhiều vào sức khỏe, an bình và hạnh phúc. Trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phát biểu của cựu trung tá La Tinh Tường, đại diện cho Hội Cựu Chiến sĩ Nam California. Sau biến cố năm 1975,
hàng triệu người dân Việt Nam đã ra đi mong cầu tìm được hai chữ tự do. Trên con đường đó đã đánh đổi biết bao nhiêu mạng người phải hy sinh trên đường biển hoặc đường bộ. Thương tâm thay là những người con gái Việt Nam. Có những người đã không còn có cơ hội nhìn thấy được hai chữ tự do. Trong ngày hôm nay, với biến cố đau thương của 49 năm, không phải chỉ tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã hy sinh, mà chúng ta cũng tưởng nhớ đến những oan hồn, oan khiên đã bỏ mình trên đường bộ hoặc trên đường biển. Chúng tôi muốn mượn nơi này để gửi đến quý vị một tiếng hát là biểu tượng cho sự tranh đấu dân quyền ngay tại chính quê hương Việt Nam. Anh sẽ đến với chúng ta qua nhạc khúc Người con gái Việt Nam trên đường tị nạn. Tiếng hát của nam ca sĩ Việt Khang. Vietnamese people have endured a plight of sacrifices, trauma, tragedy, and yet they live with them. They instill in them the idea of hope wherever they go. For the word of freedom, that is why we are all here today. And we'd like to introduce singer and activist Viet Khang for the song Người con gái Việt Nam trên đường tị nạn, or The Vietnamese Woman on the Road to Refuge. Thank you. Việt Khang trân trọng chào tất cả quý cô chú bác các anh chị. Kính thưa quý vị, trước khi hát bài hát Người con gái Việt Nam trên đường tị nạn mà Việt Khang mới sáng tác cách đây khoảng chừng hơn một tháng, bài hát này dựa trên lời thơ của chú Tố Thư. Chú kể cho Việt Khang nghe là vào khoảng năm 1981, lúc ở Houston, lúc bấy giờ là rất là ít hàng quán của người Việt Nam, thì năm 81 chú thấy có một cái quán cà phê của người Việt Nam mới mở, thì chú Tố Thư chú vào trong quán gọi ly cà phê, và cái cảm giác gặp người Việt Nam, gặp người đồng hương trên xứ sở tự do, chú rất là xúc động và có nhiều tâm sự. Thì chú Tố Thư có tâm sự với lại cái cô chủ quán, thì cô chủ quán cho biết là cô là một thuyền nhân, và trên đường vượt biển cô đã trải qua bão tố, trải qua nạn hải tặc, và cô đã phải trải qua những đau thương mất mát trong cuộc đời của cô. Nhưng mà cô kể cái câu chuyện này còn đau thương hơn là một cô gái đi cùng chuyến vượt biển với cô dẫn theo đứa em trai khoảng chừng 8-9 tuổi. Thì trong cái trận bão, cái đứa em trai bị rớt xuống biển và mất tích. Thì cái cô chủ quán chứng kiến người chị gào khóc, và cái nỗi đau tột cùng của cái người chị mất đứa em trên cái chuyến vượt biển là như thế nào. Và khi vào đến bờ thì cái người chị còn cầm chiếc dép trên tay, chiếc dép của đứa em trai mình trên tay. Và người chị như một người điên đi lang thang dọc bờ biển để tìm xác em trai của mình trong rất là nhiều xác người khác trôi dạt vào bờ. Thì mấy ngày trời người chị đang ngồi thơ thẩn và không nói chuyện với ai, vẫn cầm chiếc dép của đứa em trai của mình. Và bất thần chị nhìn ra biển, chị nhìn thấy một chiếc dép còn lại của em mình. Thì chú Tố Thư nghe cái câu chuyện này, chú Tố Thư mới sáng tác ra bài thơ Chiếc Dép. Và Việt Khang có cơ duyên gặp chú, và chú muốn Việt Khang phổ thơ, phổ nhạc cho cái bài thơ Chiếc Dép này. Và Việt Khang cách đây một tháng mấy, Việt Khang đã phổ xong cái bài này và lấy cái tựa là Người con gái Việt Nam trên đường tị nạn qua câu chuyện Chiếc Dép. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
người con gái Việt Nam trên đường tây nam, cùng đứa em này tay dắt trong tay. Em hy vọng ngày mai đời đẹp bao ước mơ, nhưng khi đến bờ chỉ còn lại chiếc dép cầm trên tay. Người con gái Việt Nam trên đường tình đàn, từng bước chân buồn tìm xác em thơ. Đôi vai gầy lạnh căm trong manh áo xác giờ, giữa biết bao xác người trôi vào bờ. Em thân yêu bây giờ đâu, giữa mênh mông giữa lòng biển sâu, cao xanh ơi thương nghe lời van cầu người Việt Nam lầm. Chết giữa bờ vờ, người con gái Việt Nam trên đường tị nạn, lạc mất em mình trong nỗi đau thương. Đôi tay gầy nhỏ nhoi chỉ còn chiếc dép thôi, lang thang tìm em xác người trôi vật vờ. Chết giữa bờ.